Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni, xin kính chào quý vị khán giả. Chào đón quý vị đến với chương trình Bước ngoặt cuộc đời. À, thưa quý vị, nhiều người vẫn thường nói về lĩnh vực kinh doanh là thương trường là chiến trường. À, có lẽ điều đó cũng đúng ở trên nhiều khía cạnh à, khi đây là một à, lĩnh vực cần có sự cạnh tranh rất khốc liệt à, bởi vậy bằng à, tài năng, tâm huyết và trên hết đó chính là cái tâm của mình. Người doanh nhân đã xây dựng không chỉ doanh nghiệp của mình mà còn mang tới rất nhiều những giá trị cho cộng đồng và xã hội. Với vai trò hiện tại là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Sài Gòn Hà Nội SHB. Trân trọng giới thiệu doanh nhân Đỗ Quang Vinh là khách mời của chương trình Bước ngoặt cuộc đời ngày hôm nay. Xin chào bạn, xin chào tất cả khán giả của Bước ngoặt cuộc đời. Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989, sớm tự lập và du học Singapore từ năm 15 tuổi và tốt nghiệp đại học ở Singapore. Sau đó, anh lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành tài chính và quản trị tại Vương quốc Anh. Trước khi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc SHB vào năm 2021 và giám đốc của khối ngân hàng số SHB, anh đã trải qua nhiều vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại các tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Quang Vinh được biết đến là con trai cả của ông Đỗ Quang Hiển, chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội. cảm ơn doanh nhân đậu quang vinh đã dành thời gian để về chương trình ngày hôm nay à, luôn luôn là như vậy ạ à, khởi đầu sẽ là những câu hỏi để khán giả hiểu hơn về à, những cái mối quan tâm công việc chính hiện đại của khách mời cũng như là những cái lịch trình làm việc cần phải sắp xếp như thế nào để đảm bảo một ngày vừa chất lượng nhưng mà cái tâm của mình nó vẫn có được cái sự an yên hả anh thực sự thì công việc của vinh cũng khá là bận rộn tuy nhiên thì cái việc mà cân bằng được giữa cuộc sống giữa Uh, gia đình và tất cả những cái uh, thứ xung quanh thì đều là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng bởi vì uh, con người ta chỉ cảm thấy an yên nhất khi tất cả những người xung quanh mình cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất uh, Cái hành trình để mà anh khiến cho bản thân trước hết là cảm thấy an yên và sau đó là những người xung quanh hạnh phúc ạ Cái hành trình đấy của anh uh, có cần phải uh, diễn ra, mất thời gian hay là nó đã được lập trình ngay từ đầu? À, thực ra mỗi người sẽ có một cái cách uh, sắp xếp công việc khác nhau tuy nhiên thì uh, mình cũng luôn luôn uh, đặt ra những cái mục tiêu đó chính là sắp xếp làm sao để uh, dành cho công việc uh, với cái uh, khối lượng thời gian nhất định và làm sao mình cũng sẽ uh, vẫn dành ra ít nhất là một tiếng uh, trong một ngày để có thể uh, dành cái thời gian đó để chơi với cả những uh, đứa con của mình bởi vì uh, thực sự đến bây giờ thì uh, đối với vinh thì cái giá trị gia đình luôn luôn vẫn là cái giá trị cao quý nhất và uh, sự nghiệp đối với người đàn ông thì cũng là uh, những cái điều rất là quan trọng. Tuy nhiên thì cái việc mà cân đối như vậy thì nó sẽ giúp cho mình trong một ngày mình có thể tìm thấy những cái sự an yên để giải tỏa những cái stress trong công việc cũng như là mang lại cái hạnh phúc cho những đứa con của mình, cho bố mẹ của mình, cho gia đình của mình. Vâng. Thùy Linh rất là ấn tượng khi ngay từ ban đầu anh Vinh đã nhấn mạnh về cái giá trị quan trọng nhất của mình đó chính là giá trị gia đình ừ. là nền tảng cơ bản và là cốt lõi để từ đó chúng ta có thể có những cái sự phát triển ở trên nhiều khía cạnh khác đấy ạ. Nói về gia đình thì rất là nhiều khán giả và công chúng đều rất là quen thuộc về gia đình nổi tiếng của doanh doanh nhân Đỗ Quang Vinh với cha đó là doanh nhân Đỗ Quang Hiển hay còn được biết đến là Bầu Hiển đấy ạ với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị của shb tập đoàn tnt và rất nhiều các vai trò khác nữa ừ, có bao giờ anh cảm thấy áp lực với cái điều này hay không ạ câu hỏi này chắc là quen thuộc rồi <laughs> nhưng mà linh vẫn muốn hỏi lại trong chương trình ngày hôm nay cũng uh, rất là nhiều người uh, luôn luôn đặt câu hỏi là uh, vậy thì có một cái, cái người doanh nhân nổi tiếng như vậy là cha của mình thế thì có gặp áp lực không thì câu trả lời chắc chắn là có rồi À, bởi vì uh, vinh cũng đã từng chia sẻ rằng là uh, để vượt qua được cái uh, bóng của cha mình đó là một cái điều vô cùng thách thức mà đặc biệt là cha mình là một cái tượng đài thì cái cách mà để cho vinh vượt qua những cái áp lực đó đó chính là lấy áp lực làm cái động lực trong cuộc sống và nhìn người cha mình như là một cái người thần tượng bởi vì vinh học được rất 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 nhiều những cái bài học từ cha mình trở thành doanh nhân có phải là mong muốn từ ngày nhỏ của anh không hay là được định hướng từ gia đình? Thực ra đó cũng là một cái ước mơ từ khi cấp 2 thì uh, Vinh cũng may mắn là được uh, tiếp xúc với cả rất là nhiều uh, những cái người doanh nhân trong xã hội bởi vì được đi cùng với cha mình, được tiếp xúc với những cái môi trường như vậy và khi mà nhìn thấy thấy những cái tấm gương uh, là những cái thế hệ trước họ thành công như vậy và họ rất là tài giỏi như vậy thì nó cũng tạo nên cho mình một cái ước mơ trong cuộc sống đó chính là phải trở thành những cái người doanh nhân thật là thành công thật là có ích cho xã hội và đóng góp được cho đất nước ngay từ khi còn nhỏ như vậy đi ạ với môi trường gia đình thì khi đó cái công việc kinh doanh ấy trong 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 suy nghĩ của một cậu bé quang vinh ngày ấy, ấy thì anh thấy thế nào về công việc của cha về cái việc kinh doanh À, lúc đó thì có lẽ là cũng chưa hình dung ra là nó phức tạp như thế nào đâu nhưng mà khi mà mình cảm thấy rằng là à nếu như mà mình đặt cái quyết tâm của mình vào một cái việc gì đó mình đặt ra một cái ước mơ cũng như là đặt ra những cái mục tiêu ngắn hạn và dài hạn thì mình nghĩ rằng là dù nó có khó khăn tới đâu nhìn thấy cha mình vất vả tới đâu hay phải đi những cái chuyến đi công tác rất là xa rất là xa uh, xa gia đình và cũng như là À, có thể như là một tháng thì gặp cha rất là ít nhưng mà mình nhìn thấy mình thấy đó là một cái cơ hội bởi vì mình được đi ra nước ngoài mình được đi uh, nhìn thấy những cái nền văn minh khác và ngay từ nhỏ thì Vinh cũng đã nhận thức được cái việc đó và Vinh mong muốn rằng là mình cũng được giống như cha mình được uh, đi tới những nơi rất xa uh, được nhìn thấy tất cả những người giỏi hơn mình và làm sao để mình có thể học hỏi từ những cái con người đó Vâng À, với cái môi trường và với những cái điều kiện sẵn có từ gia đình thì anh có phải chịu cái sự à, gọi là à, uốn nắn hay là nghiêm khắc của gia đình ngay từ thời đó không à, thực ra là à, chắc là cũng phải chia sẻ như thế này tại vì là à, cha của vinh cũng là một người cũng khá là nghiêm khắc trong cuộc sống cũng như là trong công việc bởi vì ông là một người à, rất là chi tiết trong tất cả những việc mà ông làm à, bản thân là vinh nghĩ rằng là nhờ có cái sự nghiêm khắc đó thì mới có được vinh của ngày hôm nay. Tại vì là đó cũng là một cái sự uh, uh, đương nhiên là với cha mẹ thì đứa con của mình lúc nào cũng là một cái người uh, người con rất là nhỏ bé và vẫn cần những cái sự quan tâm những cái sự bảo ban đó. Thế nhưng mà khắt khe ở đây là khắt khe để cho mình có thể uh, trở thành một cái phiên bản tốt hơn. Một vài kỷ niệm về sự nghiêm khắc của gia đình đi anh. À, ví dụ như là tất cả những cái uh, uh, hành động trong văn hóa trong gia đình chẳng hạn khi ngồi ăn thì mình cũng phải biết rằng là mình phải để ý tới những người xung quanh mình phải biết rằng là uh, mình phải kính trên nhường dưới bởi vì đối với gia đình Vinh ấy, thì cái uh, quan điểm về việc là tiên học lễ hậu học văn đó là một cái điều rất là quan trọng có thời điểm nào mà anh cảm thấy căng thẳng với những cái khuôn khổ của gia đình hay là trong một gia đình nổi tiếng mà nhiều người chú ý chưa? À, thật ra thì um, có lẽ là cái áp lực này nó cũng uh, xảy ra uh, thường xuyên ừ. và nó cũng uh, từ khi còn bé đến bây giờ nên là đối với Vinh thì nó cũng là một cái việc gần như là một cái thói quen hàng ngày ừ. khi mình có những cái áp lực đó thực ra gọi là áp lực vậy thôi nhưng mà Vinh cũng đã tự biết biến nó trở thành một cái thói quen và thói quen đó nó trở thành một cái tác dụng rất là hữu ích. Nó giúp cho mình cảm thấy rằng là à mình có thể làm mọi thứ nó hoàn hảo hơn và trở thành một cái phiên bản thực sự là có thể gọi là hoàn hảo trong cuộc sống. Dạ. Nếu như mà để nhắc tới những bước ngoặt trong cuộc đời anh. Ừ. Chúng ta nên đi từ bước ngoặt nào trước nhỉ? À, có lẽ là cái bước ngoặt lớn nhất đó chính là câu chuyện Vinh đã chọn đi du học từ cái tuổi còn rất là trẻ, tức là từ năm 15 tuổi. Thực ra đối với mọi người đối với tất cả những người mà đi du học thì đó là một cái câu chuyện rất là bình thường. Nhưng ngày đó thì Vinh chỉ quyết định đi du học trong vòng 2 tháng thôi và cũng không hề có một cái sự chuẩn bị về ngoại ngữ và cũng bước thẳng vào một câu chuyện rằng là học tất cả các môn bằng tiếng Anh và lúc đó thì cái văn hóa nó bị vô cùng là sốc và đặc biệt là mình cũng đã phải trải qua một cái việc rằng là có một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ đó chính là câu chuyện rằng là mình không đủ tự tin để nói chuyện với bất cứ một người bạn nào và mình đã phải ngồi ở ngoài thư viện và ăn cơm một mình vào mỗi một buổi trưa và đó cũng là một cái kỷ niệm rất là xúc động tức là mình tự cảm thấy rằng là mình đang rơi vào một cái cảm giác là rất là cô độc trong cuộc sống tuy nhiên thì sau hai tháng với một cái sự động viên của gia đình mình cũng đã vượt qua được cái uh, trở ngại đó Và đúng sau 2 tháng thì mình cũng đã được uh, lên một cái lớp cao hơn Và đó cũng là một cái sự động viên rất là lớn Và sau đó thì từ một chàng trai rụt rè không ai nghĩ rằng là dám đi du học Thì cuối cùng là về với một cái trạng thái uh, Với một cái tinh thần tự tin hơn rất là nhiều Và đó đến bây giờ cũng vẫn là một cái niềm tự hào của cha mẹ mình ừ cái thời điểm mà anh quyết định đi du học như thế có lẽ nhiều người xung quanh cũng ngạc nhiên đấy anh nhở ừ. bởi vì mình đang ở trong nước này mọi thứ đều đang rất là thuận lợi cái cái thuận lợi nhất là được mọi người chăm sóc đúng. và có lẽ là nếu như ở trong nước thì cái đường hướng phát triển của mình là cũng có rồi ừ. nhưng mà bây giờ tự nhiên mình lại thả mình vào trong một cái môi trường hoàn toàn mới ừ. vâng tự phải chăm sóc bản thân tất cả mọi thứ đúng gia đình lo lắng à, thực sự là rất là lo lắng bởi vì ngày xưa thì vinh không được tự tin như bây giờ đâu Uh, luôn luôn cha mẹ luôn luôn bao bọc luôn luôn che chở gọi là chăm cho từng bữa ăn giấc ngủ thế mà sau khi mà mình đi du học như vậy thì thực sự là mọi thứ đều phải tự bươn trải tự tính toán uh, kể cả việc quản lý chi tiêu tài chính uh, và uh, cũng có rất là nhiều người thì nghĩ rằng là gia đình có điều kiện nhưng mà chia sẻ ở đây có một cái câu chuyện rằng là uh, đến khi mà vinh đi học thạc sĩ vinh mới biết là gia đình của mình có điều kiện như thế nào điều đó có nghĩa rằng là uh, người lớn ở trong gia đình uh, không để cho con cái hiểu được rằng là mọi thứ nó đang vẽ ra con đường rộng lớn và tốt đẹp chính xác uh, ngay từ nhỏ thì cái phương châm là uh, sống tiết kiệm sống trân trọng cái đồng tiền uh, đã được uh, dạy cho hai anh em nhà vinh uh, ngay từ nhỏ và cha mẹ cũng hướng cho con rằng là làm sao để làm được ra cái đồng tiền như vậy cha mẹ cũng đã đổ công sức mồ hôi nước mắt như thế nào để làm sao mà có thể kiếm được cái đồng tiền đó thì cái việc là người con phải biết trân trọng đồng tiền phải biết tiết kiệm để có thể uh, sau này mình sẽ làm ra được nhiều cái uh, giá trị vật chất tốt hơn và đặc biệt hơn rằng là mình cũng có lưu giữ lại để cho những cái thế hệ sau tiếp nối nữa ờ, nhưng mà có lẽ ngay từ đầu gia đình nào cha mẹ nào thì cũng thương con ờ, mong con có những cái điều kiện tốt nhất nhưng mà ngay từ nhỏ thì đã cho các bạn ấy cảm giác là mình lúc nào cũng được bao bọc này mình được sung sướng mình muốn gì là được lấy ngay từ nhỏ rồi thì có lẽ vô hình chung cái điều đó theo bạn ấy một đường dài cũng không hẳn là tốt đúng không ạ đúng thực ra là những gia đình có điều kiện thì vinh nghĩ rằng là cái việc mà giúp cho con mình có một cái cuộc sống tốt đẹp cảm nhận được những cái cuộc sống nó dễ dàng hơn thì đó cũng là một cái lợi thế tuy nhiên đối với gia đình vinh thì có lẽ là có rất nhiều quan điểm là họ nghĩ rằng là đều là những cậu ấm cô chiêu hay là ngậm thìa vàng ngay từ khi còn nhỏ Tuy nhiên thì nếu mọi người biết về câu chuyện của gia đình Vinh thì gia đình Vinh khi mà Vinh được sinh ra thì Vinh cũng đã sống ở một cái căn chung cư Uh, tức là gọi là hồi đó thì chắc là gọi là tập thể, tập thể và phải sống ở trên tầng năm. thì những cái câu chuyện mà cha mẹ Vinh vẫn còn đi xe đạp để chở nhau trên chiếc xe đạp đó và đưa con mình lên trên tầng năm của một cái khu tập thể rất là vất vả như vậy thì thực sự là đối với Vinh thì Vinh không ngậm thìa vàng từ nhỏ thế nên là Vinh cũng nghĩ rằng là cái câu chuyện của gia đình Vinh, cái xuất thân của gia đình Vinh nó cũng chỉ là từ những cái gia đình rất là cơ bản, cha mẹ Vinh cũng là những người công chức nhà nước rất là đơn giản và sống rất là giản dị. Chính vì thế nên là cũng tạo nên con người uh, của những đứa con hiện tại đều là những con người sống có thể dung dị hơn đối với cả những cái gia đình có điều kiện khác. và tiếp tục với uh, câu chuyện về những cái bước ngoặt đầu tiên khi mà anh chủ động đưa mình uh, ra thế giới rộng lớn để có được cuộc sống độc lập một cách đúng nghĩa đấy ạ thì mọi thứ uh, bắt đầu không nhiều cái không như màu hồng như là mình ở trong vòng tay của cha mẹ đúng không ạ nếu như mà ngày đó anh quang vinh không tìm cách để mà chúng ta uh, cải thiện những khả năng kỹ năng của mình hay là nhiều vấn đề Thì có lẽ là không biết là có còn là một Quang Vinh rủ rè ngày đó nữa hay không <cười> <cười> Thực ra là đúng là nếu như mà chính bản thân mình Mà không có một cái sự quyết tâm Không có một cái sự cố gắng Không có được cái bản lĩnh mà mình cần có trong cuộc sống Thì sẽ không bao giờ vượt qua được tất cả những cái khó khăn đó Bởi vì cái mà Vinh học được lớn nhất từ người cha của mình Đó chính là trở thành một cái người đàn ông À, có lẽ là à, ai trong cuộc sống khi có người cha đồng hành cùng với mình thì cũng tôi luyện được cho mình chính cái bản lĩnh đó và người cha của Vinh là người dạy cho Vinh à, rất nhiều thứ trong đó có cái bản lĩnh sự quyết đoán sự quyết tâm và dù có gặp một cái khó khăn nào thì chúng ta cũng đều sẽ phải vượt qua được nếu chúng ta tin rằng tin vào chính bản thân mình là điều đầu tiên và tin rằng là à, tôi sẽ có thể vượt qua được nó và có một cái câu trong cuộc sống mà Vinh luôn nói với bản thân mình bằng tiếng Anh đó chính là nothing is impossible tức là không có gì là không thể. Thì với Vinh rằng là mọi thứ đều có thể hóa giải từ việc lớn thành việc nhỏ, từ việc nhỏ trở thành việc không có gì thì đó cũng là cái quan điểm sống để Vinh vượt lên khi gặp tất cả những cái khó khăn đó. Vâng và có lẽ đó cũng là một phần để thôi thúc anh tiếp tục cho con đường học tập của mình như anh kể là anh lại tiếp tục đi du học. Ừ. Thạc sĩ ạ Đúng rồi. Từ Singapore là anh lại sang đâu ạ à, Từ Singapore là Vinh học cấp 3 Xong sau đó là đã sang đất nước Anh Để học à, à, đại học và cũng như là thạc sĩ Xong sau đó nữa thì là cũng đã sang Mỹ để làm việc Thì đó cũng là à, mười mấy năm à, ở nước ngoài Và thực sự là mỗi một đất nước mang lại cho mình một cái à, sự sốc về văn hóa khác nhau À, bởi vì với người Tây thì ở đâu đó thì chúng ta cũng cần phải học hỏi cái văn hóa của họ và um, khi mà sang những cái đất nước mới mẻ như vậy thì Vinh đều cần phải tận dụng tối đa cái khả năng ngoại ngữ của mình là đầu tiên tuy nhiên thì à, để mà à, mình có thể à, cạnh tranh được với họ để có thể mở rộng ra được cho họ thấy được cái tài năng của con người Việt Nam thì đó là một cái sự khác biệt vô cùng lớn quãng thời gian mà anh đi uh, du học à? ở Anh đi ạ, thì mình được tập trung vào học hoàn toàn, à, kinh tế gia đình hỗ trợ hay là bản thân mình cũng sẽ phải tự lo và tự bươn trải ạ. À, thực ra thì đương nhiên là với một cái sự hậu thuẫn khi mà mình còn khá là trẻ, thì mình cũng đã phải nhờ cái sự trợ giúp của gia đình để mà có thể có được những cái học phí để có thể Uh, trang trải cho cái việc học tập cũng như sinh sống tại nước ngoài. Nhưng bên cạnh đó thì Vinh cũng đã uh, chọn cho mình một cái uh, công việc là ngày đó thì Vinh còn đi làm bồi bàn cơ. Bồi bàn? Vâng. Dạ. Và bồi bàn và uh, thực sự đó cũng là một cái kỷ niệm rất là thú vị khi mà Vinh uh, sang đất nước Anh thì. Tại cứ... sao anh lại lựa chọn? Uh, tại vì là mình nghĩ rằng là nếu như tự mình tạo ra đồng tiền cho uh, chính cá nhân mình thì cái việc đó nó sẽ mang một cái ý nghĩa rất là lớn và mình tự nhiên mình cảm thấy rằng là mình có ích hơn và mình uh, có thể là sử dụng những cái đồng tiền đó trang trải thêm để có thể uh, giúp cho bố mẹ bớt đi phần nào trong cái câu chuyện rằng là uh, chăm sóc cho mình hay là uh, trợ cấp cho mình để mình có thể sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Vâng, trải nghiệm từ những công việc làm thêm nhỏ như vậy ạ, mang lại cho anh thêm những 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 điều gì? Ừ. Uh, thực ra là À, nó tạo cho mình một cái kỹ năng sống rất là tốt bởi vì ngoài cái việc là mình sẽ tăng cường được cái khả năng giao tiếp với những cái người khách hàng khác nhau thì bên cạnh đó thì cũng tạo cho mình những cái cơ hội để mình làm sao để mình có thể làm những cái công việc mà mình chưa từng bao giờ mình nghĩ là mình sẽ làm trong cuộc sống thì nó cũng là những cái kỷ niệm khá là thú vị khi mà gặp những cái khó khăn bản thân vinh cũng không phải là người quá giỏi trong việc bưng bê chẳng hạn thế thì cũng đã có những cái kỷ niệm rằng là cũng đã từng đổ vào người khách hàng và làm sao để xử lý được những cái những cái tình huống như vậy thì nó cũng là một cái điều mà giúp cho mình có thể áp dụng vào cuộc sống ngày nay khi mà gặp những cái trường hợp khó nhất với những cái khách hàng khó tính hay là những cái khách hàng có thể có cái nhu cầu cao hơn thì mình sẽ phải giải đáp như thế nào mình sẽ phải thuyết phục họ như thế nào vâng ờ một cái tư duy độc lập và lúc nào cũng mong muốn là tự mình gây dựng nên ừ. từ những cái nền tảng vững chắc cơ bản nhất đấy ạ ờ à, có phải chăng đó là lý do mà cái thời điểm đầu tiên khi mà anh về ngân hàng ừ. shb để thực tập đấy ạ ừ. linh thấy nhiều câu chuyện mọi người nói rằng là thời điểm đấy anh mặc dù anh về công ty ừ. mà bố mình làm chủ tịch nhưng mà gần như là anh trắng tay anh không nhận bất kỳ một cổ phiếu nào đúng là như vậy bởi vì là ngay từ khi còn nhỏ thì người cha của Vinh cũng đã nói với Vinh rằng là Nếu con muốn tồn tại trong cuộc sống thì con phải tự bươn trải Con phải tự hiểu rằng là con sẽ phải ra ngoài Con tìm kiếm chính cái công việc cho mình Thì trước khi về về SHB thì Vinh cũng đã có một thời gian nam tiến Và làm việc trong một cái ngân hàng Hàn Quốc Không phải ngân hàng của chính bản thân mình Với một cái vai trò vị trí đó chính là một cái vị trí chuyên viên và cũng như tất cả những con người khác thôi hoàn toàn họ cũng không biết mình là ai và cũng lại thực hiện những cái công việc như một người chuyên viên à, và đến khi mà mình về đầu quân cho shb thì vinh cũng đã bắt đầu với cái vị trí chuyên viên và trải qua tất cả những cái nghiệp vụ của ngân hàng trên cái vị trí chuyên viên đó và đó vẫn là mong muốn của anh từ đầu chứ không phải là định hướng là bố khuyên mình như thế chính xác là như vậy bởi vì là chỉ khi mình là chuyên viên thì mình mới hiểu được cái sự vất vả của tất cả những con người phía dưới và khi đó thì mình mới trở thành một người sếp uh, có khả năng thấu hiểu nhân viên, có khả năng thông cảm được cho nhân viên và có thể nắm bắt được tất cả những cái hoạt động của ngân hàng bởi vì uh, quan điểm của Vinh rằng là chuyên viên mới là những cái người mà có thể nói là cũng khá là vất vả, vất vả có thể nói là vất vả nhất. Ờ, không biết có đúng hay không nhưng mà linh đoán nhá, linh đoán là kể cả ở vị trí nào, kể cả bắt đầu từ những cái vị trí nhỏ trong công ty, nhưng mà có lẽ là anh Vinh cũng sẽ phải cố gắng hơn nhiều người khác thêm nhiều lần, bởi vì rõ ràng kể cả anh ở một vị trí chuyên viên bình thường, nhưng mà ai cũng biết anh là con trai của chủ tịch và sẽ có nhiều vấn đề mà mọi người không ai dám nói với anh, đúng không ạ? Và cũng có thể sẽ có những yêu ái đặc biệt. À, chắc chắn là đúng là trong cái thời gian đầu thì mọi người cũng sẽ rất là À, e dè hay là mọi người cũng sẽ à, nghĩ rằng là Ừ thì thôi à, con của chủ tịch thì chắc chúng ta cũng nên dành cho à, họ một cái sự ưu ái nhất định thế nhưng mà à, với Vinh thì Vinh à, luôn coi họ là những cái người đồng nghiệp luôn luôn mong muốn à, các anh chị đi trước dạy cho mình trở thành một cái người chuyên viên thực thụ à, bởi vì là à, với cái sự hậu thuẫn như vậy nhưng nếu như Bản thân mình không có sự cố gắng thì kể cả có là con của chủ tịch đi chăng nữa thì cũng không bao giờ có ai có thể công nhận mình và cái sự tôn trọng của họ có lẽ chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng. Ở đâu là cái thời gian mà anh nghĩ rằng là là nó vất vả khó khăn nhất với mình. Bây giờ mà mình nhìn lại, ừ. à, thực ra thì à, à, có lẽ là cái 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 thời gian mà Vinh à, được bổ nhiệm ở những cái chức vụ cao hơn, à, bởi vì à, khi mà à, Vinh về về SHB sau cái thời gian học tập à, cũng như làm việc tại Mỹ, thì Vinh cũng đã được bổ nhiệm trở thành à, à, gọi là phó giám đốc à, khối ngân hàng bán lẻ, thì đó cũng là một cái vị trí bắt đầu tuy nhiên sau đó một cái thời gian thì Vinh cũng đã được bổ nhiệm trở thành phó tổng giám đốc và đến bây giờ thì là phó chủ tịch thì ở những một cái, những cái giai đoạn khác nhau thì đều có những cái trọng trách và trách nhiệm khác nhau và đặc biệt là đến thời điểm hiện tại thì Vinh được gọi là một cái người tiên phong trong cái công cuộc chuyển đổi số cũng như là chuyển đổi toàn diện của ngân hàng thì đó là một cái dấu mốc mà Vinh nghĩ rằng là vô cùng áp lực nhưng mà thực tế thì nó cũng là một cái điều rất là hay À, Vinh đã từng trả lời trên báo chí một à, một lần đó là Vinh à, tự à, động viên bản thân mình, tự gọi mình là một cái làn gió mới của ngân hàng để làm sao mà mình có thể có một cái động lực truyền tải cái nguồn cảm hứng cũng như là tiên phong một cách thực sự, đó là mang lại những cái giá trị về số hóa, mang lại những cái giá trị mà có thể tác động tới tất cả các bộ phận trong ngân hàng. Cái quá trình này ạ một thành quả rất là đáng mừng và cũng là xứng đáng ừ. cho chính những cái nỗ lực uh, cũng rất là gian nan vất vả của ừ. bản thân anh nhỏ cùng những người cộng sự trong cả một quãng thời gian không hề ngắn chút nào ừ, để mà có được một cái thành công như ngày hôm nay thì chắc chắn rằng là phải nói đến cái sự cống hiến của tất cả cán bộ nhân viên của ngân hàng bởi vì một cá nhân thì chắc chắn sẽ không bao giờ làm nên thành công của một tổ chức à, chính vì vậy nên là vinh luôn luôn trân trọng và cảm ơn biết ơn tất cả những cái con người đã tạo cho vinh một cái nền tảng để vinh có thể uh, tiếp tục kế thừa tiếp nối và làm cho nó tốt hơn nữa làm cho nó hay hơn nữa và để cho nó có thể đi những cái chặng đường dài hơn nữa. Vinh cũng đã từng trải nghiệm rồi. Vinh đi học tập và làm việc thì người Việt Nam mình không hề thua kém bất cứ một quốc gia nào cả. Chúng ta phải tự tin là như vậy. Chỉ có điều rằng là chúng ta đang chưa đủ cái 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 sự tự tin trong chính nội tại của mình. Chúng ta phải tin vào chính bản thân mình, tin rằng là người Việt Nam vẫn có thể bước ra thế giới thì lúc đó chúng ta mới có thể vươn ra được uh, xa hơn và trong trước mắt thì chúng ta hãy vươn ra trong thị trường châu Á đã nhưng mà ngoài ra thì vươn ra thế giới đó là mục tiêu rất xa à, và chắc chắn chúng ta sẽ làm được à, cái văn hóa doanh nghiệp đặc biệt riêng ở SHB mà anh cùng với cả những người cộng sự của mình xây dựng đó là gì ạ à, ở SHB thì có một cái văn hóa rất là thú vị đó là chúng tôi gọi nó là văn hóa 6T đó chính là tâm tin tín Chi, trí, tâm. Ồ, oh, hay quá. Thì uh, tâm, đó chính là trái tim. Luôn luôn đặt tâm huyết của mình vào uh, chính công việc của mình. Uh, tin, đó chính là niềm tin. Tin vào mình, tin vào tổ chức. Uh, tín, đó chính là tạo ra được cái uy tín. Uy tín với đối tác, uy tín với tất cả những cái người mà mình đối diện. Uh, chi, đó chính là chi thức. Luôn luôn uh, cố gắng rằng là trau dồi cái chi thức của mình. Uh, uh, trí Chí, đó chính là trí tuệ. Thì từ tri thức đến trí tuệ thì chúng ta phải nói được và làm được. Thì nó mới đầy đủ được cái trí tuệ đó. Và cuối cùng cái chữ tầm đó chính là tầm vóc. Thì nếu như chúng ta có đầy đủ những cái năm cái giá trị trước thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ đạt được cái tầm mà tầm ở đây thì có lẽ rằng là mỗi người sẽ có một cái quan điểm về tầm khác nhau. Tuy nhiên thì để đạt được cái tầm cao nhất thì chúng ta cần phải hội tụ đủ cái sáu cái chữ T đó. Wow. Ờ, có lẽ là trong công việc kinh doanh ạ sẽ thường xuyên sẽ phải đối diện với nhiều những cái áp lực ờ, về truyền thông này với đối tác này với khách hàng với rất nhiều các khía cạnh khác đấy ạ Làm thế nào ạ để anh có thể giữ được cái sự bình tĩnh và giải tỏa những cái căng thẳng ừ. À, thật ra thì ai cũng sẽ áp lực trong công việc mà thôi. Tuy nhiên thì uh, Vinh cũng có những cái cách chữa lành cho chính bản thân mình. <laughs> thì uh, thì bản thân là uh, nếu như mà thực sự là nếu mà quá bận thì Vinh sẽ không thể uh, dành thời gian để mình có thể dành thời gian cho chính bản thân mình. Tuy nhiên thì Vinh cũng cố gắng rằng là uh, để giải tỏa những cái áp lực trong công việc thì Vinh cũng sẽ dành thời gian để tập thể thao Tức là đó có thể là Vinh sẽ tập gym chỉ dành một tiếng thôi chẳng hạn Nhưng mà duy trì thường xuyên không anh? Cũng cố gắng là từ 4 đến 5 buổi một tuần Thì để làm sao mà mình duy trì được cái thể trạng đó thì mình mới có thể làm tốt trong tất cả các cái công việc của mình Và bản thân thì có một cái thú vị thứ hai Đó chính là Vinh thì cũng rất là yêu âm nhạc và cũng rất là yêu ca hát thế thì đôi khi thì giải trí bằng cách là mình sẽ hát đi hát với bạn bè chẳng hạn thì đó cũng là một cách giải trí và cái mà quan trọng nhất để mà mỗi một ngày trở về nhà mình cảm thấy hạnh phúc và giải tỏa được toàn bộ xóa tan được toàn bộ những cái stress trong công việc đó chính là chơi với những đứa con của mình và vinh sẽ dành thời gian cuối tuần nhiều nhất cho con để có thể đưa con À, đi chơi thì đó cũng là nhìn thấy nụ cười của con, đó cũng giúp cho mình nở cái nụ cười trên môi của mình và quên đi mọi lo âu phiền muộn trong cuộc sống. Vâng, anh nghe người ta ấy vẫn thường nói rằng là những người đàn ông thành đạt ở trong lĩnh vực công việc của mình ấy, nhất là anh ấy là một người lãnh đạo nữa, ừ. thì cái thời gian họ dành cho gia đình, ừ. nhất là con cái sẽ bị thu hẹp đi rất nhiều. Ừ. Dường như nó là nó là là cái điều phổ biến ấy. Uh, thực ra là mọi người thì cũng cứ uh, lấy lý do phải gọi là lấy lý do là bận để không dành được thời gian cho gia đình nhưng mà có lẽ rằng là ai trong cuộc sống nếu như mà mình biết đặt để cái gì là quan trọng nhất cái gì là uh, sắp xếp được cái thứ tự ưu tiên trong cuộc sống thì chúng ta luôn luôn sắp xếp được những cái thời gian đó để không phải chỉ dành cho công việc mà chúng ta sẽ dành được thời gian cho những đứa con của mình bởi vì tuổi thơ của những đứa con đó chính là những cái thời gian quan trọng nhất Đó là thời gian mà các con của mình có thể định hình được tính cách Cũng như rằng là nó cần một cái sự yêu thương nhiều nhất Anh uh, chiêm nghiệm và đã ứng dụng những cái giá trị Phật Pháp ấy ạ ừ. Trong cuộc sống của mình ừ. như thế nào? Uh, nhà Vinh thì có một cái uh, uh, văn hóa Cũng như là một cái thói quen Là bất kể cuối năm, đầu năm hay kể cả trong năm Thì khi có thời gian là sẽ đi lễ chùa hoặc là à, kể cả lễ đền thì à, thực ra đó cũng là những cái mà mình cảm thấy rằng là nó giúp cho mình có một cái đức tin trong cuộc sống và cái sự thành tâm cũng lại là cái chữ tâm tâm thì thành tâm với phật mình à, luôn luôn đặt ra rằng là mình không cần phải làm những cái gì nó quá cao siêu hay quá màu mè mà chỉ là đến với phật đến để tìm à, những cái Uh, cảm giác là mình an yên mình có một cái đức tin nào đó để uh, Đức Phật có thể giúp cho mình uh, bảo vệ cho mình trong cuộc sống cũng như là giúp đỡ cho mình và đến khi mà mình nếu như mình cảm thấy có một điều gì đó khuất mắc trong cuộc sống thì mình hoàn toàn có thể chia sẻ với Đức Phật để ngài có thể chữa lành cho chính mình chính gia đình mình và chính trong tất cả những cái công việc mà mình làm thì uh, Ờ, nếu như trong cuộc sống bạn có một cái đức tin nào đó thì tự nhiên bạn sẽ cũng sẽ cảm thấy luôn luôn an yên và cảm thấy hạnh phúc khi bước ra cuộc đời và điều này lại càng quan trọng khi mà chúng ta làm công việc kinh doanh đúng không anh khi mà sẽ phải đối diện với nhiều những cái cám dỗ những cái thách thức để mà chúng ta sẽ phải giải những cái bài toán là à lợi ích cho mình hay lợi ích cho mọi người là trước hết ừ. đến bây giờ thì vinh nghĩ là vinh cũng học người cha của mình rất là nhiều à, kinh doanh thì thường mọi người nghĩ rằng là phải có lợi nhuận phải mang lại lợi ích cho chính mình cho tổ chức của mình nhưng ngoài ra thì những cái giá trị khác nó rất là lớn ví dụ như bây giờ à, ở dưới mình đang có bao nhiêu con người mấy ngàn người hay mấy chục ngàn người thế thì cái mà mình mang lại là gì mang lại cuộc sống mình phải chịu trách nhiệm không phải chính cho gia đình mình mà đó là chịu trách nhiệm với những cái con người đó đang làm việc cho mình đang cống hiến cho mình và ngoài ra thì uh, khi mà chúng ta một doanh nghiệp uh, hoạt động thành công thì cái việc mà chia sẻ nó mang lại giá trị cho xã hội cho cộng đồng và đặc biệt là làm những cái hoạt động thiện nguyện thì nó là một cái điều vô cùng quan trọng bởi vì nó mới giúp cho chúng ta uh, cảm thấy rằng là chúng ta chia sẻ với những cái con người yếu thế hơn trong cuộc sống và À, khi đó thì chúng ta mới tích đủ đức để chúng ta tự tin rằng nếu kiếp sau hay là chúng ta có thể là à, cảm thấy rằng là đến khi à, chúng ta già đi thì chúng ta đã có những cái đóng góp cho cuộc sống cho xã hội cho tất cả những con người trong à, cộng đồng xung quanh mình ở thời điểm này những cái mong muốn lớn nhất của anh trong một cái tương lai gần sẽ là gì? À, Vinh thì luôn luôn đặt ra những cái mục tiêu ngắn hạn và dài hạn trong cuộc sống. Bởi vì con người sống thì nên có mục tiêu. Còn nếu mà nếu mà ai đó trong cuộc sống mà vẫn chưa tìm ra được mục tiêu của chính mình thì thì Vinh nghĩ rằng là cái cuộc sống đó nó sẽ không có ý nghĩa lắm. Bởi vì mỗi buổi sáng chúng ta tỉnh dậy chúng ta hãy nghĩ tới cái mục tiêu đó để chúng ta phấn đấu tốt hơn thì với cái hiện tại thì vinh nghĩ rằng là à, ai cũng sẽ có những cái sự tham vọng khác nhau, tham vọng thì có thể có người hiểu nó theo một cái nghĩa à, xấu nhưng cũng nhưng mà đối với vinh thì tham vọng là một cái ý nghĩa tốt, tham vọng ở đây là với cái vị trí hiện tại thì mình sẽ phải làm tốt hơn nữa để mình có thể có hơn có thể thăng tiến hơn nữa trong cuộc sống và đặc biệt rằng là thành công ở đây không phải chỉ trong công việc đâu mà mình có thể uh, có được một cái cuộc sống đủ đầy đủ đầy ở đây là có được những cái đứa con ngoan uh, để làm sao cho chúng nó có được một cái cuộc sống tốt nhất và uh, đầy đủ nhất trong tương lai và sau này thì vinh cũng rất là hy vọng rằng là uh, gia đình của mình những cái thế hệ tiếp theo cũng uh, sẽ làm sao có thể thành công được như mình anh có những chia sẻ gì gửi tới đặc biệt là những bạn trẻ đi? À, trong thời gian vừa qua thì cũng có một số trường đại học thì cũng mời Vinh đến chia sẻ với các bạn trẻ. Thì Vinh cũng cảm nhận được rằng là các bạn rất là bỡ ngỡ. Nhưng mà với Vinh thì Vinh nghĩ rằng là chúng ta có sức trẻ, có chúng ta có sức khỏe thì chúng ta nên trải nghiệm tất cả những thứ mà chúng ta mong muốn trong cuộc sống, nhưng không có nghĩ rằng là chúng ta đứng núi này trông núi nọ. Mà cái lời khuyên của Vinh tốt nhất dành cho các bạn đó chính là các bạn phải suy nghĩ thật kỹ. Thế mạnh của các bạn là gì? Thế mạnh, nếu như các bạn chưa hiểu thế mạnh của các bạn Thì các bạn nên hãy để cho một người bên ngoài đánh giá cái thế mạnh của mình Bởi vì chỉ khi con người ta biết điểm mạnh, điểm yếu của bản thân ấy, Thì mới chọn được đúng cái ngành hay là những cái lĩnh vực mà mình mong muốn Vậy còn với những người mà họ đang ở trong những cái tình trạng mà Vì kinh tế, vì để duy trì một công việc ổn định, an toàn Thì họ vẫn phải làm công việc đấy Nhưng mà nó không phải là cái mà họ yêu thích và đam mê thì họ có nên tiếp tục duy trì cái sự ổn định đấy không? Ừ, đó là một câu hỏi rất là hay bởi vì có rất nhiều bạn đang làm trái ngành trái nghề chỉ bởi vì rằng là các bạn cần một cái công việc để mưu sinh trong cuộc sống và uh, nhưng mà đôi khi có những con người làm trái ngành trái nghề thì họ lại thành công một cách rực rỡ và và cái điều này thì không ai nói trước được tương lai cả uh, có lẽ rằng là uh, nếu như ở một ngã rẽ trong cuộc đời nào đó À, cũng có thể gọi là bước ngoặt cuộc đời đi nó cũng giống tên chương trình của mình chẳng hạn thì à, khi mà bạn đang làm công việc đó nếu thực sự bạn cảm thấy nó không đúng với con người bạn nếu bạn cảm thấy rằng là tôi mong muốn được làm đúng với cả ngành nghề của mình thì các bạn có thể hoàn toàn chấp nhận cái thử thách để có thể thay đổi nó bắt đầu lại từ đầu tuy nhiên các bạn phải nhìn trước được rằng là tôi sẽ phải đánh đổi nó như thế nào nhưng mà đôi khi cái sự đánh đổi đó hay là những cái bước ngoặt đó nó sẽ tạo ra một cái thành công còn lớn hơn nữa so với những cái người đang phải làm trái ngành trái nghề với chính cái khả năng của mình. Ở thời điểm hiện tại đấy ạ, cha của anh doanh nhân Đỗ Quang Hiển ạ, có đang đặt ra cho anh nhiều những cái kỳ vọng. Ừ. <laughs> Gì không. Ở mỗi một giai đoạn khác nhau thì chắc là uh, cha của Vinh cũng kỳ vọng nhiều hơn, lớn hơn ừ. nữa uh, ở bản thân mình thế thì uh, bản thân Vinh Vinh cũng luôn luôn nói với bản thân mình rằng là như thế là chưa đủ bởi vì là um, có lẽ rằng là cũng không hiểu là vì một lý do nào đó nhưng mà Vinh luôn luôn nghĩ rằng là mình có thể làm tốt hơn có lẽ là bởi vì Vinh cũng là một con người khá là cầu toàn kể cả với những việc trong quá khứ trong hiện tại hay trong tương lai thì Vinh luôn nghĩ rằng là nếu cho mình làm lại một lần nữa mình sẽ làm nó tốt hơn rất là nhiều như thế thế thì à với cái mong muốn kỳ vọng mình có thể nhìn thấy được có thể đến thời điểm hiện tại thì cha của vinh không có gây áp lực nhiều hay chia sẻ nhiều nữa ừ. nhưng mà vinh nhìn thấy trong ánh mắt của ông rằng là ông vẫn mong mình có thể trở thành một cái à, người à, ít nhiều thì cũng phải à, gần giống như cha mình vâng à anh chia sẻ thêm một chút về sự gắn kết của các thành viên trong gia đình đi ừ. à, bởi vì không chỉ À, cha này ừ. anh này mà em trai của anh cũng hoạt động ở trong công ty này ừ. à, em dâu của anh ừ. là hoa hậu đỗ mỹ linh này Đúng cũng lắm. từng là một khách mời để về chương trình bước vào cuộc đời rồi à, cái sự gắn kết của trong gia đình của vinh thì nó cũng tồn tại từ khi còn rất là nhỏ tức là cứ mỗi một dịp mà gia đình có cái cơ hội để mà rời xa được công việc thì sẽ đi du lịch cùng nhau à, và đó cũng cả là một cái cả vậy. gia đình đi cùng luôn và tất cả các thế hệ đều đi cùng với nhau và đến bây giờ Vinh cũng rất là tự hào là gia đình Vinh là có có thể gọi là tứ đại đồng đường sống trong một gia đình thì thì đó cũng là một cái điều rất là may mắn và và tự hào thì đến khi mà có những cái dịp mà đi du lịch cùng nhau như vậy đó cũng là những cái khoảnh khắc gắn kết và đặc biệt rằng là với một cái công việc bận rộn như cha của Vinh thì có những cái buổi họp gọi là họp gia đình nhưng thực chất nó không phải là họp mà là ngồi chia sẻ với nhau từ có thể là từ 11 giờ đêm cho đến tận 2 giờ sáng. Gia đình sẽ ngồi chia sẻ những câu chuyện trong công công, công việc hàng ngày thôi hoặc là những cái uh, uh, chia sẻ những cái quan điểm sống trong cuộc sống hoặc là kể những cái câu chuyện uh, vui vẻ, hài hước với nhau. Nhưng đó là những cái khoảnh khắc rất là trân trọng bởi vì uh, khi mà cả ba bố con đều uh, có thể nói là gọi là làm chủ tịch của các công ty khác nhau chẳng hạn thì để mà những cái người mà làm chủ tịch như vậy ngồi lại được với nhau để mà dành thời gian được với nhau thì đó cũng là những cái khoảnh khắc mà vô cùng quý giá. Cảm ơn doanh nhân Đỗ Quang Vinh đã đến với chương trình Bước ngoặt cuộc đời ngày hôm nay. Một cuộc trò chuyện rất là chân thành cởi mở. Câu chuyện của chính anh nhưng mà Thùy Linh tin rằng nhiều khán giả cũng sẽ thấy được những suy nghĩ có thể là những mối quan tâm của mình ở thời điểm hiện tại. À, từ những uh, câu chuyện về giá trị văn hóa gia đình rồi uh, nhìn ra ngoài đó là văn hóa doanh nghiệp nhưng mà trên hết đó chính là cái chữ tâm và bản thân mỗi người luôn luôn cần về nỗ lực cống hiến độc lập và bản lĩnh để từ đó chúng ta mới có thể làm được những cái điều lớn lao tạo ra những giá trị cho xã hội và cho cộng đồng à, Xin cảm ơn uh, Linh xin cảm ơn uh, chương trình đã mời uh, mình đến đây ngày hôm nay uh, thực sự là uh, gọi là doanh nhân vậy thôi? nhưng mà mình cũng rất là mong muốn rằng là uh, có thể mang lại những cái giá trị tích cực, uh, những cái uh, chia sẻ của mình mình cũng chỉ mong rằng là uh, chúng ta ở mỗi uh, vai trò vị trí khác nhau trong cuộc sống thì đều có thể uh, giúp cho uh, cuộc sống của mình tốt hơn và làm sao để cân bằng được giữa cuộc cuộc sống công việc của mình và với gia đình của mình để mỗi một con người để thực sự cảm thấy an yên cảm thấy hạnh phúc bình yên trong chính nội tại của mình trong chính cái tâm của mình để làm sao uh, chúng ta có thể uh, ngủ ngon vào mỗi buổi đêm cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quý báu của mình để uh, lắng nghe cuộc trò chuyện ngày hôm nay trong chương trình bước ngoặt cuộc đời cùng với khách mời doanh nhân Đỗ Quang Vinh hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo cùng bước ngoặt cuộc đời cảm ơn Tôn Hoa Sen đã đồng hành cùng chương trình xin kính chào tạm biệt Hoa Sen Home sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen gần cả năm rồi ơi. mà vẫn chưa xong ngôi nhà xinh làm sao đây anh đừng lo nhé em ơi em à vì giờ đã có Hoa Sen Home chất lượng cao Hoa Sen Home hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất chuyên phân phối đa dạng các mặt hàng vật liệu có thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam và trên thế giới Hoa Sen Home ơi sao cứ thế lại vẫn còn cho ngôi nhà chúng ta Hoa Sen Home sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen